Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ hai Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm về ranh giới quy hoạch, song vẫn không tìm được tiếng nói chung. Căng thẳng bị đẩy lên cao trào đến mức cán bộ chuyên môn liên tục đề nghị bà con tôn trọng chủ tọa và yêu cầu tắt micro của người dân để ngắt lời. Hà Nội, hai người xuyên tạc tác dụng vaccine COVID-19 bị phạt tù. Đường sắt Cát Linh Hà Đông, cả năm thu được 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ. Sở Tài chính Cần Thơ phản ứng kết luận thanh tra mua sắm y tế phòng chống dịch COVID-19, cho rằng có phần quy chụp. Số ca không qua khỏi vì COVID-19 tăng trở lại. Và sau đây là nội dung đầu tiên. Đường sắt Cát Linh Hà Đông, cả năm thu được 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ. Thưa quý vị, Hà Nội Metro, đơn vị quản lý tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, năm đầu tiên sau khi tuyến đường sắt chính thức vận hành. Cụ thể, cả năm ngoái, Hà Nội Metro cho biết đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng, nhưng giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp lỗ 124 tỷ đồng. Và năm 2020, công ty báo lỗ 23 tỷ, như vậy lỗ lũy kế 2 năm tổng cộng là 160 tỷ đồng. Và cũng xin được nhắc lại, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được phê duyệt đầu tư vào tháng 10 năm 2008, trải qua hơn 10 lần chậm tiến độ, đội vốn hơn 9.000 tỷ đồng trong 13 năm, dự án mới chính thức vận hành vào năm ngoái. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, hai người xuyên tạc tác dụng vaccine COVID-19 bị phạt tù. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án 42 và 36 tháng tù đối với bà An Thị Mai Trâm và Nguyễn Trọng Bằng vì phát tờ rơi xuyên tạc về vaccine COVID-19, kêu gọi phản đối xét nghiệm và không chấp hành giãn cách xã hội trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Điều tra xác định, bà Trâm và bà Bằng tham gia một hội nhóm thường trao đổi về tác hại của vaccine COVID-19 trên cơ thể người. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, bà Trâm được cung cấp nhiều tờ rơi in nội dung xuyên tạc, tuyên truyền sai lệch về công tác phòng chống dịch COVID-19, tác dụng của vaccine, đồng thời kêu gọi người dân không chấp hành quy định giãn cách xã hội, không tiêm vaccine và không xét nghiệm COVID-19. Trong thời gian này, Hà Nội đang giãn cách xã hội, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm diện rộng. Thời điểm đó, bị cáo Bằng chở bà Trâm đi đến các phố trên địa bàn Hà Nội để phát các tờ rơi này. Qua kiểm tra, công an cho hay trong cốp xe của bị cáo thời điểm đó có 400 tài liệu có cùng nội dung đã phát ngày hôm trước. Tại cơ quan điều tra, hai người thừa nhận hành vi song không trình bày thông tin của người phát tán cung cấp tài liệu. Sở Y tế Hà Nội xác định các tài liệu trên làm người dân hiểu không đúng về công tác phòng chống dịch và tiêm chủng vaccine COVID-19 gây hoang mang. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Sở Tài chính Cần Thơ phản ứng kết luận thanh tra mua sắm y tế phòng chống dịch COVID-19 cho rằng có phần quy chụp. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị xem xét lại nội dung thông báo kết luận của thanh tra liên quan đến việc thẩm định mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 7 tháng 6, thanh tra thành phố nhận định đối với việc mua sắm của CDC Cần Thơ để xảy ra những hạn chế thiếu sót trách nhiệm có liên quan của lãnh đạo Sở Tài chính, cụ thể là Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư tham mưu thẩm định. Sở Tài chính cho rằng việc nhận định của thanh tra thành phố về trách nhiệm của sở như nêu trên là mang tính chất chủ quan, không đủ cơ sở mà quy chụp trách nhiệm. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thanh tra thành phố xem xét loại bỏ trách nhiệm của Sở Tài chính đã nêu tại thông báo kết luận thanh tra. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ hai thanh tra chính phủ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm về ranh giới quy hoạch, song vẫn không tìm được tiếng nói chung. Căng thẳng bị đẩy lên cao trào đến mức cán bộ chuyên môn liên tục đề nghị bà con tôn trọng chủ tọa và yêu cầu tắt micro của người dân để ngắt lời. Thưa quý vị, chiều 17 tháng 6, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy chủ trì buổi đối thoại với 20 người dân, đại diện các hộ còn lại khiếu kiện liên quan tới ranh giới quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, lần đối thoại đầu tiên được diễn ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, song không đạt kết quả mong muốn. Vào năm 2021, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận 1169 khẳng định thửa đất các hộ dân còn khiếu nại nằm trong ranh giới quy hoạch, tức là việc thu hồi rất đúng quy định. Tại buổi đối thoại lần này, đại diện các hộ dân một lần nữa bày tỏ không đồng tình với nội dung kết luận.
lập luận chính của người dân là bản đồ quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng vào năm 1996 đã bị mất nên không đủ cơ sở để xác định ranh giới quy hoạch. Các bản đồ được Thanh tra Chính phủ dùng làm căn cứ kết luận ở thời điểm hiện tại là không phù hợp quy định vì chứng cứ phải là bản gốc. Người dân đặt ra hàng loạt câu hỏi như là nguyên nhân mất bản đồ và yêu cầu xử lý sai phạm nếu có. Căn cứ nào để Thanh tra Chính phủ kết luận khi các bản đồ làm căn cứ không phải là bản gốc? Dùng bản đồ mới để thu hồi đất của người dân có đúng quy định hay không? Bản đồ có chính xác hay không? Cuộc đối chất nhiều lần bị gián đoạn vì người dân và ban tổ chức mâu thuẫn trong phương thức đối thoại. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phản biện lại ý kiến của đại diện bộ ban ngành, mong muốn được nêu hết ý kiến, nhưng chủ tọa đề nghị dành thời gian để các cơ quan chức năng trả lời câu hỏi. Trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp liên tục đề nghị bà con tôn trọng chủ tọa và yêu cầu tắt micro để ngắt lời, dành thời gian cho cơ quan chức năng giải đáp. Tuy nhiên trước hàng loạt câu hỏi của người dân, đại diện cơ quan Trung ương đều chỉ ghi nhận, tiếp thu và xin trả lời sau. Vị này chia sẻ, đại diện văn phòng chính phủ cho biết một số nội dung câu hỏi của người dân chưa thể trả lời, nhưng bộ ngành đã ghi chép, nhận tài liệu, lắng nghe, đề nghị bà con tin tưởng vào sự minh bạch, công khai trong giải quyết khiếu nại liên quan đến vấn đề này. Câu trả lời này khiến nhiều người dân Thủ Thiêm không hài lòng. Buổi đối thoại kết thúc sau 3 giờ với nhiều bất đồng giữa người dân Thủ Thiêm và chính quyền, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vào năm 1996 với quy mô 930 ha. Đây được kỳ vọng là khu đô thị đẹp và hiện đại nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên do nhiều sai phạm nên sau hơn 20 năm triển khai, khu đô thị chưa thể hoàn thành vì vấp phải sự phản đối của người dân. Nhiều cán bộ ở thành phố để xảy ra vi phạm ở dự án đã bị kỷ luật. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Số ca không qua khỏi vì COVID-19 tăng trở lại. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho hay số ca không qua khỏi vì COVID-19 trên toàn cầu trong tuần qua tăng trở lại ở mức 4% sau khi giảm 5 tuần liên tiếp. Cụ thể, trong báo cáo đánh giá hàng tuần, WHO cho biết thế giới đã ghi nhận 8.700 ca không qua khỏi vì COVID-19 trong tuần qua, với tỷ lệ tăng lên đến 21% tại châu Mỹ và 17% tại Tây Thái Bình Dương. Ngược lại, số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm với 3,2 triệu ca trong tuần qua, tiếp tục đà giảm kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 1. Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng đáng kể tại một số khu vực với Trung Đông 58% và Đông Nam Á tăng 33%. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros, do nhiều nước giảm giám sát và xét nghiệm, chúng tôi biết rằng con số này được ghi nhận thấp hơn thực tế. Ông cho rằng không có mức độ tử vong nào vì COVID-19 là chấp nhận được cả, vì cộng đồng quốc tế giờ đây đã có vaccine, thuốc và biện pháp chẩn đoán để ngăn chặn virus. Trong khi nhiều nước giàu ở châu Âu và châu Mỹ hầu hết đều dỡ bỏ các quy định giới hạn, Trung Quốc hiện vẫn đang theo chính sách Zero Covid với xét nghiệm hàng loạt và cách ly. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!